Xem tử vi năm 2023 cho quý bà tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tử vi năm 2023 của tuổi Quý Sửu trong năm nay về mọi mặt thay đổi theo chiều hướng bất lợi nhiều hơn. Việc làm ăn, xuất hành hay tiền bạc đều không như ý. Tình cảm vợ chồng cũng không được hạnh phúc, cần thời gian vun vén nhiều hơn. Quý Sửu là ngoại chi ngô, tuổi năm 2023, 51 tuổi, sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 1973 đến ngày 2 tháng 2 năm 1974. Ngũ hành bản mệnh Tàn Đổ Mộc. Tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu vào năm Quý Mão 2023 nữ mạng như sau. Thiên can quỷ thủy gặp năm quỷ thủy tương trợ tốt. Địa chi sửu gặp mão bình hòa, không tốt cũng không xấu. Ngũ hành sửu mệnh mộc gặp năm kim khắc nhập xấu. Cung phi cung càn kim gặp tổn mộc hỏa hại xấu. Sao chiếu mệnh năm 2023 sao la hầu xấu. Hạn năm 2023, hạn Diêm Vương. Hạn tuổi năm 2023, hạn Hoàng Ốc Kim Lâu. Vận niên năm 2023, Mã Ngộ Đao tức Ngựa Trúng Thương xấu. Tử trụ năm 2023 có Thiên Trợ Địa Hoa. Hưởng tốt xuất hành đối với quý bà tuổi Quý Sửu vào năm 2023. Xuất hành vào ngày mùng 1 Tết từ 11 giờ đến 15 giờ trưa tính theo giờ địa phương, đi về hướng Tây Bắc để tiếp đón hỷ thân. Màu hợp tuổi năm 2023 màu nâu. Tưởng xương, tưởng tinh, xương con chuột, tưởng tinh con heo. Vận hạn năm 2023 của quý bà tuổi Quý Sửu không được có sự tương đồng về ngũ hành thiên can. Thiên can và địa chi nên mọi việc đều chuyển biến theo chiều hướng bất lợi đà chính. Công việc làm ăn phải tự thân vận động, không nhờ cậy được sự giúp sức của người khác. Ngoài ra, việc xuất hành cũng gặp nhiều điều bất lợi, sức khỏe giảm sút và cuộc sống có nhiều chuyện buồn đưa tới. Năm 2023, luận về sao chiếu mệnh, sao La Hầu, tức Kim Tinh. La Hầu nghe tượng vĩ vang, thản nhiên tài ách giữa đàn phải mang, tháng 7 bệnh tật lan tràn, cầu trời khẩn Phật rõ ràng mới yên. Sao La Hầu là một hung tinh, chủ về những điều không may mắn, điềm dữ liên quan đến công quyền, pháp luật, những thị phi, khẩu thuật, tranh cãi, mâu thuẫn hay các bệnh về máu huyết, tai mắt, hao tổn tiền của. Nữ mạng Quý Sửu dễ bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với các mệnh khác vì mệnh mộc. Sao La Hầu tác động xấu nhất vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Tử vi năm 2023 của Quý Sửu nữ mạng luận về sao hạn, hạn Diêm Vương tức Đại Hạn. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động rài văn thư. Hạn Diêm Vương vào năm Quý Mão là một hạn xấu đối với phụ nữ, chủ về dễ mất mát tiêu hao tiền của là chính, vợ chồng bất hòa mâu thuẫn. Tuy nhiên, hạn Diêm Vương lại tốt cho việc làm ăn, có lộc đưa tới. Xem tử vi năm 2023 của quý bà tuổi Quý Sửu về hạn tuổi, hạn Kim Lâu. Năm 2023, quý bà gặp hạn Kim Lâu không tốt cho việc xây dựng nhà cửa hay mua xe, mua nhà. Ngoài ra, công việc làm ăn cũng không được thuận lợi. Luận về hạn Hoàng Ốc. Hạn Hoàng Ốc trong năm 2023 không tốt cho việc nhập trạch về nhà mới. Tử vi năm 2023 của quý bà tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 về vận niên. Vận niên
ngựa trúng đao. 6. Là một vận niên không được may mắn. Gặp vận niên này, tốt nhất quý ba nên duy trì kinh doanh như cũ, hạn chế mở mang, thay đổi hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mới, không nên cạnh tranh hơn thua với ai. Xuất hành nên tránh đường sông nước, nếu biết kiềm chế thì của năm mọi việc sẽ tiến triển tốt hơn. Luận về tử trụ. Tử trụ có thiên trợ địa hòa. Đây là tử trụ chủ về công việc làm ăn có sự liên kết mở mang nhưng lại không được may mắn. Việc ngoại giao cũng không được tốt, đi ra ngoài chú ý sức khỏe kẻo bị ốm đau. Luận giải lá số tử vi của quý bà tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tài cung chiếu mệnh có các sao: Bệnh, quan phù, bạch hổ, đà la. Bộ sau này nhận bất lợi trong sức khỏe, dễ ốm đau bệnh tật, nhất là các bệnh về xương khớp, máu huyết. Ngoài ra công việc làm ăn phải tranh đấu nhiều, gặp không ít khó khăn. Tài cung xung chiếu có các sao: Tuần, tan môn, cô thần, tràng sinh, thiền phúc, thiên mã, đường phù, tẩu thư, thiên việt. Bộ sau này chủ về không được tốt, có nhiều chuyện buồn phiền. Nơi ăn trốn ở có sự thay đổi, bên cạnh đó phải chú ý trong việc làm ăn và xe cộ khi đi ra ngoài. Tài cung tam hợp có các sao: Quan đới, quan phủ, phượng cát, long trì, hoa cái, hỷ thần, thiền khốc, tiểu hao, tuế phá, thai, thiền khôi. Bộ sau này trở về những khó khăn trong công việc nhưng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Mọi việc được giải quyết ổn thỏa, hành thông. Trong gia đạo có tin vui đưa tới, hòa khí cát lành. Tuy nhiên, tiền bạc có sự hao tán nhiều trong cuộc sống và công việc. Tài cung nhị hợp có các sao: Tuyệt, trực phù, lưu hòa, thanh long. Bộ sau này tình cảm gia đạo trong năm ổn định, nhưng trong nhà có người bệnh tật, ốm đau. Khi xuất hành ra ngoài cần phải chú ý hạn về sông nước. Lá số tử vi cổ quý bà tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 vào năm 2023 này gặp nhiều khó khăn, bất lợi. Cảnh báo một năm mà đường số phải tất bật lo toan từ công việc làm ăn đến cuộc sống trong gia đình. Sức khỏe có phần suy giảm, quý bà cần phải chú ý cẩn thận hơn. Xem tử vi năm 2023 cho nữ mạng tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 qua các phương diện của cuộc sống. Luận về phương diện tài lộc. Xét về phương diện tiền bạc, tài chính của quý bà tuổi Quý Sửu trong năm 2023 không được thuận lợi. Đường số phải chi tiêu một khoản tiền lớn để chăm sóc gia đình và sức khỏe của bản thân. Ngoài ra, việc đầu tư tiền bạc trong năm cũng không được tốt, tránh nên hùng hạp làm ăn hay mở mang thêm công việc ở những lĩnh vực mới. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Phương diện này trong năm có sự mở mang, thay đổi nhưng không thu được những kết quả như ý muốn hay mong đợi. Chủ về gặp thất bại, khó khăn là chính. Nhìn chung, quý bà trong năm 2023 gặp nhiều bất lợi. Luận về phương diện gia đạo. Ở phương diện này, quý bà trong năm có chiều hướng đi xuống, trong nhà thiếu hòa khí, vợ chồng không hạnh phúc và có thêm chuyện buồn đưa tới. Luận về phương diện sức khỏe, phương diện này đối với quý bà cũng cần phải chú ý cẩn trọng trong năm nay, đặc biệt các bệnh liên quan đến tay chân, ra ngoài phải chú ý xe cộ, nếu bị đau ốm thường sẽ bị dài ngày lâu khỏi. Luận về phương diện ngoại giao, việc ngoại giao xuất hành của quý bà trong năm nay không được tốt, không thu được thành quả hay đạt được các mối quan hệ lý tưởng. Ngoài ra dễ bị thị phi đưa tới, sức khỏe giảm sút. Xem tử vi năm 2023 cho quý bà tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch. Tháng đầu xuân năm mới, quý bà đã nhận được nhiều điều không may mắn về nhiều mặt. Công việc không được như ý, có nhiều bất lợi, tiền bạc chi tiêu nhiều, không thu lại được bao nhiêu. Ngoài ra, sức khỏe có phần đi xuống. Tháng 2 âm lịch, tháng này mọi việc có phần tiến triển hơn,
khởi sắc hơn, trong công việc gặp được nhiều may mắn, thu được một số thành quả như mong đợi. Ngoài ra có thêm lộc ăn uống, được thưởng thức nhiều món ăn ngon. Tháng 3 âm lịch, tháng này quý 3 cần phải chú ý kế hoạch chi tiêu sao cho phù hợp vì xét thấy có sự hao tán nhiều tiền của không ít. Bên cạnh đó, công việc cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do có tiểu nhân chọc phá hãm hại. Tháng 4 âm lịch, bước sang tháng mới, quý 3 có nhiều may mắn và niềm vui đưa tới. Công việc được trôi chảy hành thông hơn, xuất hành đi xa có lộc, mở mang nhiều mối quan hệ, xét thấy có tài lộc đưa tới. Tháng 5 âm lịch, tháng này quý 3 nhận được nhiều tin vui, hòa khí cát lành, các thành viên thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, khi đi ra ngoài cần phải chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, làm ăn mua bán hợp pháp, kẻo gặp rắc rối về pháp lý. Tháng 6 âm lịch, tháng này quý 3 nên dành nhiều thời gian quan tâm hơn đến sức khỏe của người trong gia đình vì xét thấy có người bị đau ốm. Ngoài ra khi đi ra ngoài ngoại giao, xuất hành cần phải chú ý xe cộ qua lại. Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn trong năm 2023, quý 3 có chiều hướng đi xuống. Hòa khí gia đình kém, thường xuyên có mâu thuẫn xảy ra, vợ chồng thiếu đồng lòng, thấu hiểu dẫn tới tâm trạng lo lắng, muộn phiền. Tháng 8 âm lịch, tháng này quý 3 không nên mở mang công việc làm ăn vì chủ về gặp những khó khăn, thử thách làm cho hao tổn tiền của mà không thu được thành quả như ý muốn. Ngoài ra cần phải chú ý xe cộ và giữ gìn sức khỏe. Tháng 9 âm lịch, tháng này quý 3 có thể phải tiêu hao nhiều tiền của cho công việc làm ăn cũng như việc ngoại giao xuất hành. Chú ý kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý, kẻo hao tán nhiều tiền của mà kết quả không được bao nhiêu. Tháng 10 âm lịch, tháng này tương đối ổn định, duy trì ở trạng thái như cũ, ra ngoài sẽ gặp nhiều các lợi may mắn. Tháng 11 âm lịch, tháng này nữ mạng quý sửu cần phải chú ý về công việc và sức khỏe. Công việc có những khó khăn, thách thức mà phải tự thân vận động. Còn sức khỏe thì suy giảm do phải lo toan cho công việc và cuộc sống vất vả. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm quý mão, quý 3 có tài lộc đưa tới nhưng không nhiều, đủ để chi tiêu cho nhu cầu của cuộc sống. Nhưng cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của cha mẹ già hai bên, kẻo ốm đau bệnh tật lâu ngày không khỏi.